tổng quan các luật có hiệu lực từ 2024. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, hàng loạt luật có hiệu lực ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cùng theo dõi tổng quan các luật này tại video dưới đây. Thứ nhất, các luật có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2024. Luật khám bệnh, chữa bệnh với 12 chương, 121 điều về đối tượng ưu tiên khám chữa bệnh. Luật này sửa đổi điều kiện tuổi của người từ đủ 75 tuổi, trước đây phải từ đủ 80 tuổi và bổ sung người khuyết tật đặc biệt nặng. Đồng thời bổ sung về khám sức khỏe gồm trường hợp khám sức khỏe định kỳ để phân loại sức khỏe đi học, đi làm cho học sinh, sinh viên theo yêu cầu của công việc đặc thù theo yêu cầu. 2. Luật đấu thầu. Luật đấu thầu năm 2023 có 10 chương, 96 điều. So với luật cũ, luật mới cho phép chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu hỗn hợp, cung cấp hàng hóa và xây lắp. Đồng thời rút ngắn thời hạn hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu xuống còn 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt. 1.3. Luật thi đua khen thưởng. Luật này có 8 chương với 96 điều luật đã bổ sung nhiều quy định mới về thi đua khen thưởng như bổ sung đối tượng dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động là đối tượng được xét tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Bổ sung hộ sinh là đối tượng xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân. Thứ hai, các luật có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. 2.1. Luật căn cước. Luật căn cước gồm 7 chương 46 điều chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Theo đó, nếu đang có thẻ căn cước công dân cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì không phải đổi sang thẻ căn cước mà được sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong thẻ, trừ trường hợp có nhu cầu. Với chứng minh nhân dân còn thời hạn thì được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. 2.2. Luật giao dịch điện tử. Luật giao dịch điện tử gồm 7 chương với 54 điều, trong đó luật này bổ sung quy định về chữ ký điện tử. Cụ thể, chữ ký điện tử được sử dụng để xác nhận chủ thể ký và xác nhận sự chấp thuận của chủ thể đó đối với thông điệp dữ liệu được ký và phải được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu. Các hình thức xác nhận khác bằng phương tiện điện tử như chữ ký scan, chữ ký hình ảnh, mật khẩu sử dụng một lần, tin nhắn không phải là chữ ký điện tử. 2.3. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Luật này gồm 7 chương với 80 điều, trong đó lần đầu tiên quy định về giao dịch từ xa với các hình thức gồm thông qua điện thoại, hình thức liên lạc, đàm thoại khác, thông qua không gian mạng. 2.4. Luật phòng thủ dân sự. Gồm 7 chương, 55 điều. Luật phòng thủ dân sự là luật hoàn toàn mới, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc phòng chống, ứng phó thiên tai, thảm họa, sự cố ngày càng hiệu quả hơn. Luật phòng thủ dân sự quy định về nguyên tắc, hoạt động phòng thủ dân sự, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự. 2.5. Luật hợp tác xã năm 2023. Luật này gồm 12 chương và 115 điều mở rộng đối tượng tham gia hợp tác xã, gồm cả thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và liên kết không góp vốn. Đồng thời bổ sung quy định về hoạt động cho vay nội bộ trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Cụ thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cho thành viên chính thức vay trong thời hạn không quá 12 tháng nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, không vì mục tiêu lợi nhuận. 2.6. Luật giá gồm 8 chương, 75 điều về cơ bản vẫn điều chỉnh toàn diện các vấn đề liên quan đến quản lý, điều tiết giá, thẩm định giá. Nhưng giá đất, giá nhà ở, giá điện, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, tiền bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình được thực hiện theo quy định tại luật chuyên ngành. Đồng thời bổ sung vào các danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá gồm mặt hàng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và lược bỏ mặt hàng điện,
muối ăn, đường ăn. 2.7 Luật viễn thông sửa đổi gồm 10 chương và 73 điều sẽ thúc đẩy phát triển các dịch vụ viễn thông mới. Luật này bổ sung các quy định về quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và chủ sở hữu thuê bao trong việc quản lý thông tin thuê bao, trách nhiệm hạn chế SIM không được đúng thông tin thuê bao, hạn chế tình trạng cuộc gọi rác, tin nhắn rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. 2.8 Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Luật này gồm 5 chương, 33 điều, chính thức thành lập lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại 3 lực lượng sẵn gồm có bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách. Các đối tượng này được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định và các trợ cấp khác. Như vậy, sau video này, chắc hẳn là bạn đã nắm được tổng quan về các luật sẽ có hiệu lực từ năm 2024 trở đi. Tổng hợp chi tiết điểm mới nhất của các luật này đều đã được cập nhật trên website Luật Việt Nam. Ngoài ra, nếu cần tư vấn pháp lý, bạn hãy liên hệ tới tổng đài 1900 6192 của chúng tôi.